nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta một ngày bình an. Giờ đây, chúng con mời cộng đoàn cùng tham gia giờ đọc kinh Mân Côi cuối ngày để cùng dâng lên Chúa những vui buồn sướng khổ của mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay. Qua giờ kinh này, xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho những người già cả neo đơn. Xin cho họ luôn được bình an, biết tìm đến Chúa là niềm vui và niềm cậy trông ở tuổi già. Xin cho những người đang đau yếu, bệnh tật tìm được an ủi nơi Chúa. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ cho họ mau khỏi bệnh. Mọi người muốn cầu nguyện theo ý riêng thì xin để lại lời nguyện dưới bình luận. Giờ đây, chúng ta cùng bắt đầu đọc kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sang lang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dây do các thánh tông đồ. Thì đây chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con. Mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn. Cùng che gánh mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái. Và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lăng xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm sự vui thứ nhất thì ngắm, thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Lạy Chúa chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Chúa chỉ đến, ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con xa Chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, nước Chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trọn cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna và Anton được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang lang vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ hai thì ngắm Đức Mẹ đi vinh bà Thánh Isabe, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trọn cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna và Anton được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sang lang vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ ba thì ngắm Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến. Y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng thánh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna và Anton được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang lang vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ bốn thì ngắm Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được dư nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữa Cha chỉ đến. Y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con xa Chúa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xưng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna và Anton được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang lang vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ năm thì ngắm Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được dư nghĩa cùng Chúa luôn, lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chúa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xem danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna và Anton được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới cực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhẫm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chăm tôi nào ai rối được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời. Đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thay màn Đứng Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân. Lạy mẹ chúng con trao e và ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu cẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thai, nhân thai, dịu thai, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì muôn hồng ân Cha rộng ban cho chúng con trong cuộc sống này. Chúng con tiếp tục dâng về Cha mọi lời cầu xin của quý ông bà anh chị em, những người đang hiện diện trên đường dây cầu nguyện này, những người thành tâm xin chúng con khấn nguyện và những người chúng con có bổn phận cầu nguyện cho họ. Cách riêng chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi người bước vào tuần thứ 4 của mùa vọng, cho chúng con được tràn đầy niềm vui để
chuẩn bị tốt cho ngày đại lễ Giáng sinh. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chuẩn bị cho đời sống đức tin của mình dầu đèn để đón mừng ngày Chúa đến. Cho tất cả chúng con khi chuẩn bị những môi trường ở bên ngoài, hàng đá và những môi trường khác, chúng con cũng biết chuẩn bị cho tâm hồn của mình có một nơi cho Thiên Chúa ngự trị. Chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi người đau khổ, các bệnh nhân, những người nghèo đói cũng được Chúa yêu thương, nâng đỡ, sẻ chia phận người, cho có rất nhiều người quảng đại dấn thân phục vụ anh chị em đói khổ để chia sẻ niềm vui Giáng sinh đến với tất cả mọi người. Chúng con cầu nguyện cho những người ngày hôm nay thành tâm xin khấn để họ lãnh nhận được ơn xin. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh, Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ trở nhậm lời nhân vì sự ấy. Con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh. Trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chưa bỏ lời con kêu xin một sự lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. Giờ đây chúng con khát khao được Chúa ngự vào trong tâm hồn. Chúng con xin được rước lễ thiêng liêng cho chính mình, cho người thân yêu trong gia đình, gia tộc chúng con, bạn bè thân hữu, tất cả những ai đang khát khao chờ đợi Chúa. Cách riêng chúng con xin được rước lễ thiêng liêng cho các bệnh nhân, những người trong chốn lao tù, những người đang hấp hối và sẽ qua đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thay. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cũng ước ao Chúa lạy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đang ngự vào thật. Thì con xin ấm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chưa để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúng con trông cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chưa cho bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh nguyện vinh sáng vang, hàng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thanh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Lạy ca thanh tự đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính chào cả nhà. Mọi người sẽ ngạc nhiên sao hôm nay thứ bảy mà Sơ lại đọc kinh được với mọi người. Vì tuần này Sơ cũng chưa có được khỏe lắm cho nên không dám đi rong ngoài nắng. Tuần này đang ngày cao điểm của mùa chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Cho nên là Sơ không có đi thăm người nghèo tuần này. Trong cái tuần Giáng sinh sẽ cố gắng đi thăm một vài nơi xa nhất, những người khó khăn nhất. Rất là muốn đến với những người đó, cho nên Sơ cũng khi nào khỏe mới đi được. Tại vì đi là mấy chục cây số lận, họ ở xa lắm, mà mình muốn đến những nơi như vậy vì chắc chắn là những nơi xa sẽ không có ai đến. Còn ngày mai thì ở chỗ giáo xứ của Sơ, ngày mai thì có đoàn từ thiện, họ cũng đến đây để tạo ẩm thực cho các em trong ngày lễ Giáng sinh. Họ cũng như là cho các em ăn một bữa thì phải. Tại vì thấy cha xứ có thông báo là ngày mai có đoàn bác ái, họ đến và họ cũng có làm một số món cho các em thiếu nhi được hưởng dùng trong cái mùa Giáng sinh để ăn Noel ấy. Vì sư nghĩ rằng cái việc giúp đỡ những người gần rất là dễ, hoặc là những nơi mà thuận đường rất là dễ đi. Nhưng mà những cái người ở vùng sâu, vùng xa, ít có người để ý tới họ, thì những cái nơi đó chúng ta mà đến được ấy thì rất là quý, thật sự. Cho nên Sơ cũng đã nghĩ tới những người này rồi. Bởi vì từ hôm mà Sơ về đây thì cũng có nghe nói một vài nơi, có vài gia đình rất là xa, họ nghèo lắm. Thì Sơ nghĩ rằng họ đã ở xa rồi,
mà lại nghèo nữa thì đúng là họ cũng thiếu thốn trăm bề và ít có người chia sẻ tới với họ hoặc là lui tới. Thì sơ đang còn rất là muốn trong ít là cái tuần Giáng sinh hoặc là cái mùa Giáng sinh, chúng ta sẽ cố gắng để đi ở những cái nơi đó thật sự có ý nghĩa. Bởi vì Chúa đến để cho con người được sống và sống dồi dào. Và Chúa đến để đồng lao cộng khổ với con người. Ngài đã xuống đến tận cùng rồi, hạ mình xuống, không còn có cái chỗ nào thấp hơn được nữa rồi. Thì chúng ta cũng quan tâm tới những người nghèo khổ như vậy. Hôm qua sơ cũng rất là cảm động vì có một chị đọc kinh chung với chúng ta. Chị ấy cũng có lắng nghe sơ chia sẻ về một cái em bé nó bán vé số đó, mà nó không có đạo. Mà hồi bữa nó đến đây, sau nó gặp sơ rồi nó đi theo sơ qua nhà thờ để nó đi lễ. Và nó muốn là đi vào nhà thờ để xin ông Chúa để cho được thoát cái kiếp này, cái kiếp nghèo khổ. Thế thì chị ấy cũng đã nhớ tới cái em này, và chị ấy có nói với sơ rằng cho con chia sẻ với em ấy một chút quà của Giáng sinh để em ấy không phải đi bán vé số, ít là trong vòng 2 tuần để em ấy đi nhà thờ. Sơ cũng cảm động với lại cái tâm tình đó lắm. Nhưng mà sơ nói rằng em này, em ấy không có đạo, chưa có theo đạo, nhà em ở xa lắm. Sơ không biết gì nhà em này. Thì ngày hôm đó là sơ gặp em này, nó đến chỗ nhà thờ đây thôi. Rồi nó đi theo sơ đi vô nhà thờ, nó đi lễ buổi chiều hôm đó. Đó, thì sơ mới hỏi em là có con đi vô nhà thờ, con đi lễ thì con nói gì với Chúa, ông Chúa, nó gọi là ông Chúa. Thì em mới nói là con nói với ông Chúa là cho con thoát cái kiếp này, tức là cái kiếp nghèo khổ, không phải đi bán vé số nữa. Thì sau đó thì sơ có hỏi thăm các sơ đã từng ở đây với lại những người dân ở chợ, họ biết với cái gia đình đó. Thì hôm đấy sơ ra chợ thì lại gặp ngay bác của em này đi chợ. Thì sơ hỏi thì biết là gia đình em này coi như bà nội nuôi cháu, bố mẹ bỏ nhau, dùng cái từ là thôi nhau rồi. Thế thì cháu nó cũng nói với sơ vậy, bố mẹ còn thôi nhau rồi. Và những người thân cũng nói như vậy. Thì biết là gia đình em này ở mãi vùng bên biên giới thì xa, chứ không có ở chỗ sơ, cách từ chỗ sơ qua bên đó khoảng mấy cây số. Thì sơ nói rằng sẽ có cái ngày nào đó sơ sẽ đến thăm gia đình để xem coi gia đình này như thế nào. Sơ cũng cảm kích về bà nội có thể là nuôi bằng đó đứa cháu, tại vì nuôi tới 3 đứa cháu của gia đình này, xong lại thêm một đứa cháu nữa của một gia đình khác nữa. Tức là bà nội này phải nuôi 4 đứa cháu, mà trong đó gia đình này có 3 người đi bán vé số. Có nghĩa là bà nội cũng không dám cho thằng bé này nó đi học, mặc dù có người giúp nó đi học. Nếu đi học thì có người cho tiền đi học, nhưng mà bà nội không muốn cho đi học, vì nếu mà đi học thì sẽ không có người bán vé số. Bởi vì họ cần cái đứa bé này đi bán vé số để kiếm ra đồng tiền sống từng ngày. Mặc dù cho bé có tiền đi học, nhưng mà bà nội thì không muốn cho cháu đi học, bởi vì nếu đi học thì sẽ không có ai bán vé số và sẽ không có tiền để sống. Đó. Thì sơ nghe thì sơ cũng rất là thương. Thì sơ chỉ biết là những người họ nói cho sơ là cái gia đình này, cái thằng bé này nó rất là dẻo miệng, nó khôn lắm, cho nên nhiều người thương nó lắm. Còn thằng anh nó đi bán vé số nhưng mà không bằng nó. Thằng anh thì không có khéo miệng, mà thằng anh thì không có được nhiều người thương, chỉ có thằng bé này được người ta thương nhiều. Rồi cứ đi tới đâu người ta cũng cho ăn hết. Thằng bé này nó rất là ấy. Xong cũng 1-2 lần nữa nó ghé lại chỗ sơ, mà nó đi đến buổi trưa. Mà buổi trưa thì đến thì chó nó sủa, mà trong đó các sơ thì nghỉ trưa. Nó đến là kiểu giống như là cũng kiểu nhờ sơ mua vé số ấy. Thì sơ mới nói rằng con đến buổi trưa như thế này thì các sơ nghỉ trưa, mà chó nó sủa thì nó ồn ào lắm. Mà từ bên chỗ nhà em nó sang bên đây là mấy cây số. Thì sơ mới nói sao con đi bán ở đây rồi chừng nào con về bên kia. Thì em mới nói là con cứ đi bán như vậy, xong rồi có xe rồi con nhờ, con đi theo người ta xong con về. Đó. Sơ chưa biết nhà em này. Thì sơ mới nói rằng để có cái dịp nào sơ nhờ những người ở đây họ biết thì họ sẽ chở sơ qua cái gia đình em này như thế nào. Mà mình đến gia đình họ không đi bán vé số hết, đâu có ai nhà đâu. Nhiều khi họ đi tản mạn, họ bán vé số trong ngày thì mình cũng đâu có gặp được. Đó, như vậy. Thì hôm qua cũng có một chị chia sẻ tâm tình là rất là muốn giúp gia đình này một chút, giúp em này một tí quà là Noel. Nhưng mà sơ nói rằng thôi, chị cứ giúp mấy người ở gần gia đình chị đi, còn cái em này để đó sơ giúp cho, tại vì sơ ở gần đây sơ biết. Với lại ước nguyện của chị là muốn cho em ấy nó đi lễ, nhưng mà dần nhà nó không có đạo, nó không có đi lễ đâu. Nó chỉ đến đây 1-2 lần thì nó gặp sơ thì sơ đi thì nó đi theo thôi. Chứ còn ở bên này mà đi lễ xong mà đi ra mà đi về bên đó là không có xe về, tại vì tối rồi. Ở bên này lễ xong là lúc đó là 6:30 rồi thì ra là không biết ai sẽ là chở em nó về.
Đó. Nên nó xa lắm, nó không, nó đi, con bữa trước nó đi trong đêm, mẹ sẽ bảo về bên đó để đi bộ rồi sao, nó bảo con đi được mấy cây số. Cho nên mình cũng không có, cái ước nguyện của cái chị mà muốn giúp em này là muốn cho em đi lễ, nhưng mà sư nghĩ cái đó không có khả thi được. À, nhưng mà trong cái là sư nói với em là, mà muốn con lớn con có theo Chúa không? Thì em mới nói rằng, mà muốn con lớn thì con sẽ theo đạo. À, thì cái đó là cái ước nguyện của em đó, thì mình thấy tốt rồi. Mình cứ gieo rắc như vậy thôi. Rồi khi nào mà em mới lớn lên thì em mới tự và chọn lựa lấy cái đạo mà mình muốn và mình theo. À. Hôm bữa sơ đi cho rước lễ thì sơ cũng gặp một cái hoàn cảnh nữa là cái chị đó nhà cũng ở xa lắm, mà nói là cái bác đó thì bác ấy nói với sơ rằng cái gia đình này khó khăn lắm, rồi cũng đi ra đi bán vé số bệnh nhiều, nhưng mà đến lúc mà đi bán thì cũng ra 3-4 cây số đi bán, xong đến lúc đi về đó cứ nhờ từng người một, cái thấy được khúc nào có ai có xe là trở về khúc đấy, cứ vậy quá gian đó, kiểu đi bộ sao lại quá gian người ta đi về đó. Thế cũng nhiều cái hoàn cảnh đó, rất là thương. Ở đây thì nhiều hoàn cảnh đó. Nhiều cái trường hợp đó, nhưng mà người ta ở xa là chính. Còn những người ở tại cái vùng này á, thì những người đều cũng có điều kiện khá lắm, có nhiều người rất khá. Cái vùng mà sơ đang ở này, sơ không biết tại sao mà người ta đeo vàng rất là nhiều. Cái điều là sơ chứng thực là người ta đeo vàng nhiều lắm, không biết bằng thật hay bằng giả thôi. Mà sơ nói chứ sao, ủa sao mà họ ở đây họ đeo vàng nhiều, họ không sợ mất cắp, không sợ trộm cướp, không sợ gì hết. Họ đeo vàng mà chi chít người á, khủng khiếp vậy đó. À, sơ rất là ngạc nhiên, sơ vùng về vùng này sơ ngạc nhiên lắm. Những người ở địa bàn này họ rất khá đó. Còn những người ở xa, những người nghèo thì rất nghèo. Ở một cái xã hội nào cũng thế, ở một cái địa phương nào cũng vậy. Những người giàu với người nghèo hoàn toàn chênh lệch nhau. Những người có điều kiện là những người có buôn bán được, họ có điều kiện làm ăn. Ví dụ như giáo viên ở cái vùng này, giáo viên ở vùng này mà những người kỳ cựu thì sơ hỏi thăm thì cũng lương cũng 8 triệu một tháng là sống khỏe chứ. Lương ở đây mà 8 triệu một tháng là sống khỏe. Đó là những người mà kỳ cựu ở trong giáo viên đó. Đó, còn những cái ngành khác thì sơ không biết. Nhưng mà ở đây á, vùng này á, ở nhà dòng các sơ, cộng đoàn ở đây các sơ chỉ một tháng các sơ tiêu hết có 1 triệu một người thôi. Sơ là người đi mua ăn này, sơ là người căn cơ về vấn đề chi tiêu trong cộng đoàn. Sơ bao giờ cũng chi dưới 1 triệu một người hết, không góp trên 1 triệu một người. Bởi mình cũng không có tiền, mình làm gì ra tiền đâu. Cho nên cái vùng này mà giáo viên mà sống mà làm được 8 triệu một tháng là họ rất là khá rồi. Đó. Rồi còn những người khác thì sơ không biết, là nhưng mà thấy tình hình cuộc sống là những người mà định cư ở đây là họ sống khỏe này. Họ mà có đất nhiều, họ cũng sống khỏe, họ buôn bán được, họ cũng sống khỏe. Rồi họ băng giao với lại bên Campuchia để họ bán, họ đi hàng. Rồi ở đây họ vùng họ làm cá này, cá đồng. Ví dụ họ làm ra việc gì, có gia đình thì sơ hỏi thăm là một ngày họ làm cá thì được mấy chục. Ví dụ như cả gia đình mà một ngày họ bán được khoảng chừng mấy chục ngàn hoặc đến 100 ngàn thì không có sống được. Nói chung họ cũng sống được. Còn người nghèo thì không có cái gì để làm. Hoặc là ở những cái nơi mà mình đến, mình thấy người ta sống rất là tội nghiệp, thì những người đó thì cứ làm mãi cũng không thấy tương lai đâu, là có, là cũng khó khăn. Người khó khăn là rất khó khăn, còn người mà có điều kiện thì cũng rất có điều kiện. Đó, nó như vậy. Ở môi trường nào nó cũng vậy. Mà ở đây vì người ta khó khăn quá cho nên người ta lam lũ, người ta đi làm, người ta này kia, người ta bỏ nhà thờ, không có đi lễ. Đó. Cũng khá nhiều cái thành phần đó. Thành phần không có giữ đạo, chỉ vì lo cuộc sống mà không giữ được đạo. Thôi thì chúng ta cầu nguyện, tạ ơn Chúa, chúng ta còn có giờ, chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái cơn cám dỗ. Và chúng ta cầu nguyện và giúp đỡ cho ai được cái gì thì chúng ta cứ giúp. Chứ chúng ta giúp đỡ người khác là chính lúc chúng ta đang được sự giúp đỡ của Chúa. Rồi, giờ chào gia đình chúng ta nha.